khi người ta kêu đồng biến nghịch biến thì nhớ bước 1 tập xác định nè, bước 2 đạo hàm nè, đạo hàm này ra có phải là F phẩy trừ 2X cộng 1, lấy cái này đạo hàm đi ra trừ 2 đúng không. Tiếp tục thằng này đạo hàm nè, dạng gì, U nhân nhân V thì cộng, này đạo hàm ra 1 nhân cho trừ 2X cộng 4 cộng cho thằng này đạo hàm ra trừ trừ 2 nhân cho X cộng 1, chốt chưa? Không hiểu thì thua nha, phải nhảy nha. Trừ 2F phẩy 2X phân phối vô đi, trừ 2X cộng 4, đây là trừ 2X trừ 2, rút gọn đi, này viết lại nè, trừ 4X cộng 2, thấy quen quen không? Thấy quen không đã? Thấy có gì chung không? Đó là trừ 2X cộng cộng 1, thấy không? Đặt cho nó gọn lại. Đó, mình nhìn vô là mình phải biết đặt T bằng trừ 2X cộng 1. Vậy mình Y phẩy của mình sẽ tương đương là trừ 2F phẩy T. Chốt chưa? Thằng này có phải mang số 2 ra là giống không? Cộng 2T. Kịp không? Không kịp nói nha. Rồi bắt đầu kêu hàm gì ạ? Hàm số đồng biến, bắt đầu hàm số đồng biến khi và chỉ khi y phẩy lớn hơn, có chứa chữ m không? Không, là chỉ có lớn thôi, đa thức chỉ có lớn thôi, lớn hơn không, được chưa? Vậy tương đương trừ 2f phẩy t cộng 2t lớn hơn không, chuyển vế đổi dấu nhân chia cộng trừ, thì mình thấy đây có số âm không? Chiều đổi liền luôn, mình làm lẹ. Bao nhiêu? T. Kịp không? Đó, phải kịp nha. Sau đó mình nhìn vô cái đồ thị là vẽ lại sơ cho bạn thấy. 0 trừ 3 trừ 3 5 2 2 5 5 trừ 3 đây đi lên nè, đó. Mà bắt đầu nhìn vô đây là dạng gì, giống như chữ x đi, đường đường thẳng, và phải nhớ luôn x là cái đường thẳng đi qua góc tọ, không biết thì cho 2 điểm, y bằng x, cho x bằng 0, y bằng mấy? 0. Cho x bằng 1, y bằng mấy? 1. Cho x bằng 2, y bằng mấy? 2. Cho x bằng 5, thì y bằng mấy? 5. Kẻ nguyên đường. Thấy chưa? Ở nhìn vô, thằng này nhỏ hơn này đúng không? Vậy cái thằng này nó phải nằm ở dưới cái đường đó. Thấy cái đường này chưa? Thằng này nhỏ hơn này đúng không? Thì nó nằm dưới cái đường này. Nằm dưới đâu? Đây là vẽ dài ra đấy chứ. Đây. Nằm dưới nè. Nhìn kỹ cái đường màu vàng nha. Có phải đường này nằm dưới không? Đó. Chiếu xuống trục OX nè. Vậy T của mình sẽ nhỏ hơn trừ 3. Chốt chưa? Nè. Thấy rõ ràng nằm dưới không? Đẹp. Cái vùng này có phải nằm dưới cái đường T không? Chiếu xuống trục OX nè. Đây số 5 nha, vậy T của mình phải lớn hơn mấy? 2. Nhỏ hơn mấy? 5. Kẹp. Mà T của mình hồi nãy mình đặt lại cái gì? Trừ 2X cộng cộng 1 nhỏ hơn trừ 3. Hoặc cái này tách ra làm 2. À, trừ 2X cộng 1 lớn hơn 2 đúng không? Và trừ 2X cộng 1 nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 5. Bắt đầu giải từng cái ra, cẩn thận nha, đừng có giải sai nè. Thấy số âm chưa? Chiều đổi liền, chuyển với đổi dấu, trừ 4 chia cho trừ 2 ra 2. Chốt. Thấy số âm chưa? Chiều đổi liền, chuyển qua, vậy là trừ 1 phần 2. Kẹp không? Tiếp. Thấy số âm không? Chiều đổi liền, thiệt, chuyển qua,
5 trừ 1 được 4, 4 chia trừ 2 ra trừ trừ 2, sau đó dễ chục nè, 2 nè, lớn hơn 2 lấy bên chặt bên phải bỏ bên trái, kẹp. Hai thằng này có dấu ngoặc nha, nên vẽ chung một chục dấu và chứ. Nhỏ hơn 1 phần 1 trừ 1 phần 2 nè. Trừ 2 nắm đâu? Ủa trừ 2 đứng trước chưa? Trừ 2 nắm đâu? Đây, thì mình lỡ rồi mình vẽ đây trừ 2. Lớn hơn trừ 2 lấy, lớn hơn trừ 2 lấy. Nhỏ hơn trừ 1 2 lấy, còn như bỏ. Kẹp chỗ này chưa? Hoặc ai gọi gì? Hoặc vuông thì một trong hai thằng không gạch là lấy. Này lấy không? Lấy, này lấy không? Một trong hai thằng không gạch là lấy nha. Không, bỏ. Này lấy không? Lấy. Này lấy không? Không. Vậy mình sẽ lấy, mình gãy chữ x vô, x vô. Vậy tương đương x lớn hơn trừ trừ 2 nhỏ hơn trừ 1 phần 2, hoặc x lớn hơn 2. Sau đó chọn đáp án.